Ngày 19 đến 20 tháng 6, Tổng thống Putin sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tại Hà Nội có các cuộc gặp với Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thành Mẫn. Sputnik dẫn lời ông Usakov nói, Hai bên sẽ thông qua tuyên bố chung song phương trong đó xác định các nguyên tắc của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước chúng ta và cũng sẽ ký kết hàng loạt văn kiện về hợp tác trong những lĩnh vực khác nhau, có khoảng 20 văn kiện hiện đang được soạn thảo và phần lớn đã sẵn sàng, một bộ phận trong số này sẽ được ký kết với sự chứng kiến của Tổng thống Nga và Chủ tịch Việt Nam. Ngoài ra, theo RIA Novosti, trợ lý Tổng thống Nga cho biết, dự kiến ông Putin sẽ đặt khoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, gặp gỡ các sinh viên tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô và Nga. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhiều chủ đề có tính chất kinh tế sẽ được nêu ra. Ông Usakov nói thêm, Nga và Việt Nam đang tích cực hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, y tế, nông nghiệp và các lĩnh vực khác. Ông Usakov nói, chúng tôi tích cực hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, cơ khí, y học, nông nghiệp. Các dự án tại Việt Nam đang được phát triển bởi Gaprom, Zarupenes, Novatech. Sự hợp tác đang được tiến hành thông qua Rosatom, một ngân hàng chung Việt-Nga đang hoạt động. Theo ông, còn có một trung tâm khoa học, kỹ thuật và công nghệ chung, trong đó các chuyên gia Nga và Việt Nam tiến hành nghiên cứu chung, bao gồm các lĩnh vực như y học và chống lại các bệnh truyền nhiễm. Ông Usakov cho biết rằng, kim ngạch thương mại giữa Nga và Việt Nam cuối năm 2023 đã tăng hơn 8%, lên tới 5 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục tăng trưởng vào năm 2024. Chúng tôi duy trì quan hệ kinh tế và thương mại rất ổn định. Vào cuối năm ngoái, kim ngạch thương mại tăng hơn 8%, đạt 5 tỷ đô la Mỹ. Vào năm 2024, Tốc độ tăng trưởng tiếp tục tăng hơn 1 phần tư Chiều tối 17 tháng 6, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông cáo xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm cấp nhà nước Việt Nam trong 2 ngày 19 và 20 tháng 6 Gần như cùng lúc, Điện Kremlin và các hãng thông tấn khác của Nga cũng đăng tin về chuyến công du Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra theo lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng Trước thêm chuyến thăm, chiều 17 tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bedeko. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của Tổng thống Putin đến Việt Nam, nhưng là lần thứ năm ông đặt chân đến đây trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Tổng thống Putin từng bốn lần đến Việt Nam, trong đó có bốn lần trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vào các năm 2001, 2006, 2013, lần còn lại là vào năm 2017 khi ông đến Đà Nẵng để dự APEC do Việt Nam làm chủ nhà. Chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Việt Nam diễn ra vào tháng 11 năm 2013, gần một năm sau khi ông đắc cử Tổng thống Nga. Chuyến thăm cấp nhà nước lần này diễn ra ngay trong năm đầu tiên nhiệm kỳ mới của Tổng thống Putin, cho thấy sự coi trọng của ông đối với quan hệ Nga-Việt Nam. Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Tổng thống Putin sẽ dự lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch. Nhà lãnh đạo Nga cũng sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với lãnh đạo cấp cao Việt Nam cùng một số hoạt động khác. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Nga kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga. Hôm 17 tháng 6, lãnh đạo hai nước đã trao đổi thư mừng nhân dịp này, trong đó lãnh đạo hai bên khẳng định hiệp ước là văn kiện lịch sử có ý nghĩa lớn lao. Đồng thời, đây cũng là biểu tượng khởi đầu cho một giai đoạn mới trong phát triển hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tạo ra tiền đề cho việc đưa quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện. Suốt 30 năm qua, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã không ngừng nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt, củng cố và thúc đẩy hợp tác song phương một cách toàn diện trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Lãnh đạo hai bên bày tỏ tin tưởng dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới với mức độ tin cậy, thực chất và hiệu quả ngày càng cao giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin lần này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ hai nước trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống và các lĩnh vực mới nổi khác. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga, 16 tháng 6 năm 1994, 16 tháng 6 năm 2024. Ngày 16 tháng 6 năm 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao đổi thư mừng với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao đổi thư mừng với Thủ tướng Mikhail Mishustin. Trong thư, lãnh đạo hai nước khẳng định hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga là văn kiện lịch sử có ý nghĩa lớn lao, là biểu tượng khởi đầu cho một giai đoạn mới trong phát triển hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tạo ra tiền đề cho việc đưa quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện, Suốt 30 năm qua, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã không ngừng nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt, củng cố và thúc đẩy hợp tác song phương một cách toàn diện trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng kỷ niệm 30 năm ngày ký hiệp ước sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới với mức độ tin cậy, thực chất và hiệu quả ngày càng cao giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã trao đổi thư mừng với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov. you <laughs> Nhân dịp ngài Cyril Ramaphosa, chủ tịch Đảng Đại hội dân tộc Phi ANC tái đắc cử cương vị tổng thống Cộng hòa Nam Phi nhiệm kỳ 2024-2029, ngày 14 tháng 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng. Trước đó tối muộn ngày 14 tháng 6 theo giờ Nam Phi, Quốc hội nước này thông báo đã bầu tổng thống Cyril Ramaphosa của Đảng Đại hội dân tộc Phi ANC cầm quyền tiếp tục nắm giữ vị trí này với 283 phiếu thuận trên tổng số 339 phiếu bầu. Với với kết quả bỏ phiếu trên, đương kim Tổng thống Ramaphosa, 71 tuổi, sẽ tiếp tục tại nhiệm thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa ông ramaphosa sẽ tuyên thệ nhậm chức vào tuần tới tại thủ đô pretoria và sau đó sẽ công bố nội các mới của mình trong bài phát biểu đầu tiên trước quốc dân sau khi tái đắc cử tổng thống vào nửa đêm ông ramaphosa kêu gọi người dân nam phi cùng nhau hợp tác ông cam kết sẽ lãnh đạo đất nước với tinh thần trách nhiệm cao phục vụ toàn bộ người dân cũng như sẽ làm việc với tất cả những người dù họ không bỏ phiếu cho ông từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 42 dưới sự chủ trì của chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cầm Tú. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung. Theo đó, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật Ban Cán Sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buôn lỏng lãnh đạo chỉ đạo để ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong triển khai thực hiện các dự án điện gió điện năng lượng mặt trời và các dự án đầu tư xây dựng những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn về ngân sách nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Theo Ủy ban kiểm tra Trung ương, trách nhiệm chính đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Lưu Xuân Vĩnh, nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phạm văn hậu phó bí thư tỉnh ủy nguyên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phan tấn cảnh ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư huyện ủy ninh hải nguyên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phạm đồng nguyên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở kế hoạch và đầu tư nguyễn văn trường nguyên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài chính bùi anh tuấn nguyên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên và môi trường và một số tổ chức đảng đảng viên khác Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Lưu Xuân Vĩnh. Đồng thời khiển trách đảng ủy các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020 và các ông Phạm Văn Hậu, Phan Tấn Cảnh, Phạm Đồng, Nguyễn Văn Trường, Bùi Anh Tuấn ông lê ngọc thạch nguyên phó bí thư đảng ủy phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy ninh thuận kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc lãnh đạo chỉ đạo ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm được chỉ ra xem xét xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền